Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin thời tiết du lịch ngày 13 tháng 3 của đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Thưa quý vị, hoạt động của vùng áp thấp phía Tây phát triển sang đã khiến cho nền nhiệt độ ở khu vực phía Tây Bắc Bộ tiếp tục tăng, khu vực Tây Bắc có nơi còn lên trên 34 độ. Trong khi đó, tại khu vực Đông Bắc và Đồng bằng Bắc Bộ, đới gió Đông và Đông Nam giàu ẩm tiếp tục mang đến kiểu thời tiết nhiều mây, âm u, mưa nhỏ, mưa phùn và nhiều sương mù cho khu vực này. Đối với các tỉnh từ Thanh Hóa trở vào cho đến Thừa Thiên Huế, gió đông bắc ẩm cũng mang lại kiểu thời tiết nhiều mây kèm theo mưa nhỏ về đêm và sáng sớm cho khu vực trong 24 giờ qua. Tuy nhiên, vào trưa chiều, trời bắt đầu giảm mây và có nắng nhẹ xuất hiện, đặc biệt là các khu vực vùng núi ở phía Tây. Do còn chịu ảnh hưởng của rìa đông nam vùng áp thấp phía Tây cho nên nhiệt độ ngày tăng mạnh hơn so với các nơi khác. Có nơi mức nhiệt độ lên trên 33 độ như là tại Tương Dương ở Nghệ An 33,7 độ, ở Khe Sanh Quảng Trị là 33,4 độ. Dịch xuống phía Nam, thời tiết tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ trong 24 giờ qua vẫn phổ biến ít mưa và ngày nắng nhiều. Nhiệt độ cao nhất trong ngày tại phổ biến không vượt quá mức 34 độ và thấp nhất ban đêm là từ 18 cho đến 21 độ tại Tây Nguyên và từ 22 cho đến 25 độ tại Nam Bộ. Quý vị và các bạn vừa cùng chúng tôi điểm qua những xu thế thời tiết đáng chú ý hiện nay. Sau đây là dự báo thời tiết cụ thể cho từng khu vực trong 24 giờ tới. Tại vùng phía Tây Bắc Bắc Bộ, trong 24 giờ tới, không khí lạnh tràn về, tuy không ảnh hưởng trực tiếp nhưng sẽ khiến cho vùng thấp nóng phía Tây thu hẹp phạm vi hoạt động, cho nên thời tiết khu vực này chuyển nhiều mây hơn, nắng sẽ giảm bớt về cường độ và trời mát mẻ hơn. Cụ thể là tại thành phố Điện Biên, Lào Cai và Hòa Bình, trong 24 giờ tới, trời nhiều mây hơn nhưng cũng chỉ có mưa nhỏ ở một vài nơi. Ngày có lúc giảm mây và còn có nắng. Nhiệt độ trong ngày dao động từ 20 cho đến 32 độ. Thời tiết các khu vực này nhìn chung vẫn tiếp tục thuận lợi cho các hoạt động du lịch. Chuyển sang khu vực Đông Bắc và Đồng bằng Bắc Bộ. Gần sáng ngày mai, không khí lạnh có cường độ không mạnh sẽ tràn về, khiến cho thời tiết khu vực này có mưa rải rác, tập trung vào thời điểm về đêm và sáng, kèm theo sương mù nên sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các hoạt động ngoài trời cũng như là du lịch. Từ chiều mai trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 16 cho đến 18 độ, vùng núi có nơi dưới 15 độ. Còn trong đêm nay nhiệt độ chưa thay đổi nhiều, dao động trong khoảng từ 21 cho đến 22 độ đối với khu vực thành phố Lạng Sơn, Hà Giang, thủ đô Hà Nội và Nam Định. Xuôi xuống khu vực Trung Bộ phía Bắc đèo Hải Vân, không khí lạnh cũng sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh thành phía Bắc khu vực từ sáng ngày mai. Trời nhiều mây và có mưa tăng trở lại, sáng sớm có sương mù, các tỉnh phía Nam khu vực có mưa vài nơi. Song vào ban ngày thì nắng giảm cường độ. Khu vực vùng núi phía Tây trời bớt oi nóng vào trưa chiều hơn so với 24 giờ qua. Nhiệt độ trong ngày tại khu vực thành phố Vinh, Đồng Hới và Thừa Thiên Huế dao động trong khoảng từ 22 đến 30 độ. Tại khu vực Trung Bộ phía Nam đèo Hải Vân vẫn duy trì ngày nắng và thời tiết hầu như không mưa trong 24 giờ tới, cho nên du khách có thể an tâm nếu có lịch trình tham quan tại đây vì thời tiết phổ biến không mưa, ngày nắng ráo nhưng cũng không quá gay gắt với nhiệt độ trong ngày tại thành phố Tam Kỳ, Quy Nhơn, Nha Trang và Phan Thiết dao động trong khoảng từ 22 cho đến 31 độ. Chuyển lên các tỉnh thuộc khu vực vùng cao Tây Nguyên. Thời tiết trong 24 giờ tới vẫn phổ biến ít mưa ngày nắng. Riêng đối với khu vực phía Nam Tây Nguyên, trong đó có thành phố Đà Lạt, khả năng có mưa vài nơi về đêm và chiều tối. Nhiệt độ trong ngày tại Kon Tum và Buôn Ma Thuột dao động trong khoảng từ 20 cho đến 34 độ. Còn tại Đà Lạt thì nhiệt độ thấp hơn, chỉ từ 14 cho đến 25 độ. Tại khu vực Nam Bộ, đêm nay thời tiết hầu như không mưa. Ngày mai trời chuyển nhiều mây hơn, nắng ban ngày có lúc bị gián đoạn, còn chiều tối thì có mưa dông cục bộ. Nhiệt độ ngày có xu hướng giảm nhẹ nhưng vẫn khá oi nóng vào trưa chiều với mức nhiệt độ cao nhất tại thành phố Hồ Chí Minh, Vĩnh Long, Cà Mau và Long Xuyên hầu như không vượt quá mức 33 độ nên tiếp tục thuận lợi cho du khách tham quan du lịch. Thưa quý vị và các bạn, nằm ở phía Tây Bắc của tỉnh Kiên Giang với đường bờ biển dài 22 km, thị xã Hà Tiên được thiên nhiên ưu ái cho nhiều cảnh đẹp nên thơ với những bãi tắm thoai thoải, những hang động kỳ bí và cả những ngọn núi đá sừng sững. Thời tiết Hà Tiên trong 2 cho đến 3 ngày tới, mặc dù khả năng có mưa dông vài nơi về chiều tối nhưng cường độ mưa nhỏ, ngày vẫn duy trì nắng ráo, thuận lợi cho các hành trình khám phá của du khách. Đến với các điểm du lịch biển đảo, từ chiều mai ở khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ sẽ hoạt động mạnh lên cho nên gây bất lợi cho du lịch biển đảo ở các khu vực này, còn các nơi khác sóng gió giữ cường độ không mạnh nên vẫn thuận lợi. Theo đó thì tại Cô Tô trời nhiều mây, có mưa kết hợp với sóng gió mạnh cho nên sẽ gây bất lợi cho du lịch biển đảo. Còn tại khu vực
Cù Lao Chàm, Côn Đảo và Thổ Chu thì trời nhiều mây hơn, nhưng mưa cũng chủ yếu xảy ra vài nơi về chiều tối. Nhiệt độ trong ngày dao động từ 22 đến 33 độ. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin thời tiết du lịch hôm nay của Đài truyền kỹ thuật số VTC. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!